Trời ơi Phương, em dọn nhà này nọ hết chưa hả? Trời ơi anh nhìn nhà coi, sạch sẽ vậy thôi chứ muốn gì nữa. Trời ơi đồ đạc chỉnh trang này, ngăn nắp này nọ nha. Hồi nữa là tí là bạn thân anh qua đó. Ai vậy? Anh Dũng ốm. Trời, tưởng ai? Anh Dũng ốm? Ừ. Thân thiết quá rồi, có gì đâu mà là quan trọng quá. Trời ơi, nói chung á, mình phải gọn gàng ngăn nắp này nọ để người ta đánh giá mình biết chưa? Đánh giá cái gì? Mình đó giờ làm sao thì làm vậy thôi, cái gì đâu đánh giá. Ê, anh Dũng anh tới kìa. À, em chào anh Dũng á. Chào em. Trời đất ơi. Gì? Anh Dũng ốm. Ừ. Sao bữa nay anh mập quá vậy? Tại vì ai của kia ốm anh phải đổi hột chứ. Trời đất ơi, cái mập này là béo phì luôn rồi chứ không phải là mập bình thường đâu nha. Mà anh nghĩ sao bữa nay anh mặc áo này vậy? Sao có gì không? Anh già rồi, anh không biết hả? Già rồi, không có trẻ nữa đâu mà áo xì tin chứ trời. Cái gì vậy? Tự nhiên ta khách người ta qua nhà chê ta mập già đủ thứ vậy? Trời ơi, nói cho anh biết để anh đổi cái style này đi. Nói chuyện đàng hoàng nha. Dạ anh Dũng thông cảm cho vợ em nó vô ý vô tứ quá. Có gì anh thông cảm bỏ qua cho em. Không phải vô ý vô tứ đâu, mà chữ vô cũng có, vô duyên. Anh này cứ chọc em hoài. Anh Dũng ngồi. Rót nước anh Dũng cho anh Dũng. Dạ uống nước đi anh. Bạn công nhận nha. Dạ. Nói chứ đi ngoài kia đang nóng nực quá. Vô nhà em tự nhiên uống ly nước nó mát gì đâu. Nhất là mấy người mập như anh là trời ơi cần mát lắm. Anh Dũng nói vậy anh còn không hiểu nữa hả? Là sao? Vô mở máy lạnh đi chứ người anh mặc vậy nè. Nóng chút xíu là anh chảy mỡ luôn đó. Chảy mỡ luôn đó. Anh chờ em chút nha. Dạo này tiền điện đang tăng quá trời luôn anh. Tăng không phanh luôn. Trời ơi mỗi lần mà mở máy lạnh đó hả là xót lòng xót dạ. Mà hả cỡ mập nha. Mập nha vậy nè mà không mở máy lạnh chút hồi là không chịu nổi đâu. Cái gì kỳ cục nữa. Rồi cái chuyện mà tiền điện này nọ tăng là cái đó nhà nào không bị. Còn cái chuyện mà mở anh Dũng bị chảy nó cũng bình thường. Đó thấy chưa? Không ý. Thôi không sao không sao. Hôm nay ghé đây tuần sau thứ Bảy nha. Em gái anh lấy chồng. Mời hai vợ chồng qua tham dự nha. Em gái qua lấy chồng hả? Ừ. Trời đất ơi, vui. Cái con nhỏ em của anh ấy vô duyên, xấu dễ sợ luôn. Xấu dễ sợ luôn. Con chị mà cũng có chồng được hay thiệt trời. Cái gì nãy giờ bà quá nói cái chuyện gì mà cái gì cũng vô duyên hết vậy? Dạ em được cái nói thẳng. Có làm sao em nói vậy thôi cho nên nếu như mà em có nói gì sai anh Dũng bỏ qua. Tốt cái bụng lắm chứ không có ý gì hết á. Anh Dũng bỏ qua. Dạ. Với lại sẵn đây nói luôn, hình như hai vợ chồng đa số là được tôi mời đi ăn không bao giờ mời tôi hết. Thôi thì ráng nha, có thêm đứa nữa để có gì đầy tháng thôi nôi mời tôi. Khoái rồi nhớ thêm đứa nữa nha. Anh nhìn ổng vậy ha. Nè mứt rượt luôn hả? Yếu xịu quá. Trời ơi. Trời thiệt. Không tha chồng luôn hả? Trời đất ơi, đây nè em nói hoài luôn. Em kêu á là đi tập thể dục đi. Cái gì vậy? Không hiểu tại sao em lấy được cái bà vợ vậy nữa. Nói chuyện gì đó. Vợ em nói đi tập thể dục cũng một phần đúng. Vậy chúng ta cũng nên tập thể dục chung với nhau. Đúng rồi. Biết đâu mỡ của anh sen qua em. Đúng anh. Bây giờ không nói nhiều nữa. Dạ. Thôi nhớ nha. Dạ. Nhớ hãy qua nhà anh ngày thứ Bảy nha. Dạ. Thôi đi về nha. Dạ. Rồi. Về cẩn thận nha anh. Trời ơi. Lâu ngày gặp lại em vui tính dễ thương. Bà làm tôi mất mặt quá đi. Ủa làm gì mất mặt? Ăn nói vô duyên này nó ta đánh giá ta cười với mặt giờ. Trời ơi cười với mặt tôi luôn kìa. Trời tự nhiên vô duyên à trời. Đó giờ tôi vậy mắc gì vô duyên thì có làm sao thì làm vậy thôi. Tôi không nói chuyện với bà nữa. Không nói chuyện thôi. Đó là tình huống đầu tiên của chúng ta. Ngay lúc này thì Vân cũng không biết bình luận gì luôn. Không, để nhờ khán giả chia sẻ trước. Xin mời ý kiến của các khán giả. Mời bạn. Dạ xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Di Hưng. Năm nay mình 25 tuổi. Thực sự nếu như là người chồng ở trong tình huống đó thì bản thân mình sẽ rất là lo lắng và hồi hộp. Người thân thì có thể chấp nhận được, nhưng mà khi có người lạ hoặc là những mối quan hệ xã hội, họ không thể hiểu được vợ mình như vậy là tốt hay xấu. Họ chỉ nhìn vào thái độ và họ đánh giá. Và rõ ràng nếu mà tiếp xúc với một cô gái như vậy thì đánh giá chắc chắn nó sẽ là sự đánh giá rất là tiêu cực. Chúng ta lắng nghe thêm ý kiến khác nữa. Mời bạn. Xin chào, tôi tên là Phạm Tiểu Nhi. Tôi nghĩ là một người phụ nữ hiện đại thì nên có một cái kỹ năng giao tiếp tốt. Và nếu như mà họ kém duyên trong cách hành xử thì có thể sẽ bị mất điểm đối với người đối diện. Và trong tình huống này thì cô vợ nên trau dồi kỹ năng, ví dụ như có thể đăng ký lớp học. Cảm ơn bạn. Thêm một ý kiến nữa. Mời chị. Xin chào, tôi đây là Nguyễn Thị Thảo, 35 tuổi. Tôi nghĩ trong tình huống này cô vợ hơi bị vô duyên. Sau khi khách về, người chồng nên góp ý với người vợ. Ăn nói như vậy là không được hay. Cảm ơn chị. Vậy là không ai đồng thuận hết. Sao đó mà đồng thuận được cái trường hợp này? Có nghĩa là một chút thông cảm thì cũng không có. Không, thông cảm thì anh nghĩ chắc là có. Rồi, bây giờ anh hãy nói một chút về sự thông cảm nè. Thực ra ngày hôm nay khi mà bàn về cái duyên của phụ nữ mà tôi với anh An, hai người đàn ông mà ngồi bàn thì cũng hơi ngại một chút xíu. Hy vọng rằng hai cái tên chúng tôi bình an ngày hôm nay, sau khi bàn tán xong thì cũng sẽ được bình an. Thực sự thì cái trường hợp này cô vợ được thông cảm ở chỗ là cái thật cô ấy chưa có duyên, nhưng mà cô ấy là con người, nói chung là giống như người ta gọi là ruột để ngoài da, có sao nói vậy, thật thà. Nhưng mà cần, đúng như bạn khán giả nói là cần phải đi học cái lớp kỹ năng giao tiếp một chút xíu. Em nghĩ là chỉ cần cô ấy nói ít lại chút xíu thì nó sẽ đỡ hẳn đó. Tại vì có những người á, người ta nói rất là nhiều, thực ra là do người ta vô tư thôi, và người ta không có biết như vậy là không có duyên. Chứ không phải là người ta biết người ta không có duyên mà người ta vẫn cố tình làm như vậy. Có nhiều người thì biết nhưng mà không thèm sửa, tại nghĩ nó không quá nghiêm trọng. Mà nhiều khi họ nói chị, họ tưởng là họ đang nói rất hay nữa đó. Đúng. Cái trường hợp này á là chúng ta thấy là nó hơi bị khiếm duyên một chút thôi. Nhưng mà rõ ràng là cái tâm tính của cô này là không phải cố tình để mà nói ra để mà hạ bệ một ai đó, nhưng đó là một cái lưỡi dao mà có thể gây ra cái sự đau đớn cho chính cái người trong cuộc. Còn em thì em thấy là chị vợ vừa rồi á tính tình là vô tư quá, nó là bạn của chồng nhưng mà đầu tiên đến nhà thì lại không để cho chồng nói, ngồi xuống một cái là bắt đầu bắt chuyện liền. Mà cái lẽ ra thông thường á, là bạn của chồng đến nhà là người chồng phải tiếp trước, người vợ là phải ngồi sang phía ghế phụ cơ, chứ không phải là ngồi sát bên cạnh khách, để mà giống như kiểu là thể hiện ta là chủ nhà và hôm nay là ta tiếp đón á. Em cũng có hoa quả, nước trái cây rồi, nhà em cũng dọn sạch ra rồi, giống như em tự tin quá, thành ra là bị kém duyên ấy. Những người giống như là nhân vật vợ, nếu như mà chúng ta quen biết cô ấy thì sẽ không có bắt lỗi cô ấy nhiều, tại vì biết là cô ấy không có cố tình như vậy. Nhưng mà rõ ràng là người chồng là hiểu người vợ hơn ai hết, mà ra cứ hỏi tới hỏi lui, dặn dò cái chuyện là nhà cửa sạch sẽ chưa, mọi thứ tươm tất chưa. Tức là anh ấy luôn luôn quan ngại về cái chuyện là cô ấy có thể thả những cái câu nó không đúng lúc, hoặc là một vài hành động gì đó nó sơ sót, nó sẽ làm cho anh ấy cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng mà với những người mình quen biết thì mình có thể nói mình có thể bớt những cái lời như vậy được không? Nhưng nếu mình không quen biết thì mình có nên góp ý cho họ biết rằng là như vậy là không duyên không? Theo anh Hòa An, thật ra thì chúng ta có hai hình thức để mà chúng ta góp ý. Một là chúng ta góp ý ngay trực tiếp, nhưng mà một cái mình ý nhị hơn, mình duyên hơn là mình sẽ nhắn tin riêng dành cho cái người mà chúng ta muốn góp ý. Và rõ ràng chúng ta thấy một cái điều như thế này, khi mà chúng ta khen thì hãy khen công khai, nhưng mà khi chê thì hãy chê cá nhân. Có nghĩa là chúng ta kêu riêng ra, chúng ta nói thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Anh Hòa An ơi, em muốn hỏi anh là có nhiều người thì cho rằng là thà là thô mà thật nó còn hơn là thảo mai. Thì theo anh đánh giá thế nào? Thật ra theo tôi thì mọi sự so sánh đều khập khiễng thôi. Tại vì quá thảo mai đi thì sẽ khiến cho người khác sẽ không tin tưởng mình, nhưng mà quá thô đi sẽ khiến người khác mất lòng. Nên cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải đặt mình vào vị thế của người khác, và chúng ta xem coi rằng là cái trung tâm dễ chịu của người khác nó nằm ở đâu, để mà chúng ta lựa lời mà chúng ta nói thì nó sẽ dễ dàng hơn, và cái người khác khi mà người ta tiếp nhận cái ý kiến của mình đó, nó cũng sẽ thoải mái và vui vẻ hơn. Nhưng mà cái này thực ra ở một khía cạnh nào đó vẫn có thể kiểm soát được, vẫn có thể học được. Tất nhiên là nó không thể nào hoàn toàn được thôi, nhưng mà dù sao khi mà mình có kiểm soát trong cái việc phát ngôn thì Bân nghĩ là mọi chuyện nó sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Bạn cứ thử tưởng tượng một người phụ nữ, nếu mà nhìn ở ngoài cô ấy rất là xinh đẹp, đến khi mà cô ấy nói ra những cái lời nó không dễ thương thì có phải là bao nhiêu cái cơ hội để mà giao lưu, kết bạn, để mà làm việc cũng sẽ không còn nữa. Cho nên là những điều này Vân nghĩ là mình phải học, và học một cách rất là chân thành và cầu thị.